Mọi người biết bài này bài gì không ạ? Của ca sĩ nào không ạ? Trong gương tôi toàn thánh tá biết không? Chính xác, ai nói luôn chí vị là đúng. Hay quá. Một cuộc tình buồn không có ai mong đợi đâu. Một mình ngồi buồn không có ai muốn về đâu. Vẫn như ngày xưa chính tình ta như chẳng sao. Vẫn mong lúc em sẽ quay về. Tại vì một người đã chót yêu em mà thôi. Tại vì một người đã khóc rất nhiều vì anh. Cho nên dù anh đang buồn đau đau rất nhiều, anh vẫn chấp nhận không oán than. Ở bên người, ở bên anh, em có chẳng vui gì không? Sao không về đây bên cạnh anh như ngày xưa? Ở bên người, ở bên đây, người ta có tốt với em? Yêu em như anh đã từng yêu. Chỉ có một người thôi, còn có một người thôi. Vẫn mong người em trở về đây như ngày xưa. Đã sẽ trọn đời không đi xa nhau nữa mà. Sao giờ em đây anh đang coi. Cao quá. Có một người thôi, còn có một người thôi. Vẫn mong người ta sẽ luôn tốt, luôn yêu em. Hay nhớ có một người, vẫn chờ mong đến một ngày. Em yêu cho anh và yêu anh như lúc ban đầu. Không phải cái bài này là bài à, mong người ta luôn tốt luôn yêu em. Chứ không phải là bài à, người ấy và tôi em phải chọn. Ừ, không lên được đổi giọng luôn. Lên cao không nổi, phải đổi giọng nữ. Một cuộc tình buồn không có ai mong đợi đâu. Một mình ngồi buồn không có ai muốn về đâu. Vẫn nhớ ngày xưa chính tình ta như chạm sao.